thắp nến cầu nguyện cho Tây Tạng tại Nhật Bản, tin từ Tokyo. Những người biểu tình ở Tokyo đã tổ chức một buổi lễ thắp nến tưởng niệm vào ngày hôm nay, nhân ngày quốc tế nhân quyền, để kêu gọi hành động chống lại chính sách đàn áp của Trung Cộng tại Tây Tạng. Một nhóm khoảng 20 người của một tổ chức sinh viên và những người dân Tây Tạng đang sống tại Nhật Bản đã trao một bức thư cho Đại học Liên Hiệp Quốc ở trung tâm thành phố Tokyo. Trong đó, họ kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực lên Trung Cộng. Những người biểu tình đã tụ tập để đánh dấu ngày nhân quyền quốc tế. Họ đã cầu nguyện, đọc kinh Phật giáo trong lúc thắp nến và đèn LED. Lãnh đạo của một tổ chức dân tộc có tên là Cộng đồng Tây Tạng tại Nhật Bản, ông Hinzin, nói rằng họ muốn các tân lãnh đạo trong chính phủ của Trung Cộng hiểu rằng những gì tốt cho người Tây Tạng cũng có lợi ích cho Trung Cộng. Theo chính phủ lưu vong của Tây Tạng cho biết, tổng cộng đã có 94 trường hợp tự thiêu kể từ năm 2009 để phản đối chống lại sự cai trị của Trung Cộng tại Tây Tạng. Ít nhất 77 người đã bị thiệt mạng. Ông Mitsuharu Miyoshi, một thành viên của một tổ chức nhân quyền mang tên Các sinh viên cho một Tây Tạng tự do tại Nhật Bản, đã nói rằng cộng đồng quốc tế cần phải can thiệp để ngăn chặn hành vi đàn áp của Trung Cộng tại Tây Tạng. Các cuộc biểu tình chống Trung Cộng, bao gồm 81 trường hợp tự thiêu trong năm nay, đã bị đáp trả bởi một sự gia tăng đàn áp của lực lượng an ninh của Trung Cộng, mặc dù đã có hy vọng rằng ban lãnh đạo mới ở Bắc Kinh có thể có một đường lối nhẹ tay hơn đối với Tây Tạng. Một số các chuyên gia cho rằng, tân bí thư đảng Cộng sản Trung Cộng, ông Tập Cận Bình, có cha là một cựu phó thủ tướng, đã từng có một mối liên kết chặt chẽ với nhà lãnh đạo tinh thần lưu vong Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma. Có người cho rằng, do mối quan hệ này, ông Tập Cận Bình có thể áp dụng một chính sách cải cách cho khu vực miền núi này sau khi ông chính thức trở thành chủ tịch Trung Cộng vào tháng 3. Bắc Kinh đã bào chữa cho sự đàn áp của mình ở Tây Tạng bằng cách nói rằng khu vực miền núi này đã bị nghèo đói, bị khai thác tàn bạo bởi chủ nghĩa nông nô, làm cho nền kinh tế bị trì trệ, cho đến khi được giải phóng một cách hòa bình bởi quân đội Cộng sản Trung Hoa vào năm 1950. Tòa án tối cao và các cơ quan an ninh của Trung Cộng đã ban hành một chỉ thị cho phép truy tố hình sự, bao gồm cả tội danh cố ý giết người đối với những người tự thiêu và bất cứ ai được cho là tổ chức, âm mưu, xúi dục, lôi kéo hoặc hỗ trợ những người khác phản đối bằng cách tự thiêu.